Để thực hiện phép chia 26 cho 1,9, chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, gạch dấu phẩy ở số chia và thêm một số 0 vào số bị chia. Như vậy, phép chia trở thành 260 chia cho 19. Đầu tiên, chúng ta lấy 26 chia cho 19, kết quả được 1. 1 nhân 19 bằng 19 và 26 trừ 19 bằng 7. Hạ số 0 xuống. 70 chia 19 ta ước lượng được thương là 3. 3 nhân 9 27, viết 7 nhớ 2. 3 nhân 1 bằng 3, nhớ 2 bằng 57. Và 70 trừ 57 còn 13. Để chia tiếp, chúng ta thêm 0 vào thì phẩy ở kết quả 130 chia 19 được 6. 6 nhân 9 54, viết 4 nhớ 5. 6 nhân 1 bằng 6, nhớ 5 11. Và 130 trừ 114 kết quả còn 16. Đến đây cô Hiền sẽ dừng lại và lấy thương là 13,6. Câu hỏi đặt ra của cô là số dư trong phép chia trên là bao nhiêu? A 16, B 1,6, C 0,16 và D là 0,016. Đây là một phần kiến thức quan trọng trong bài thi học kỳ 1 lớp 5 môn toán. Cô Hiền có một chuỗi video giúp các con chinh phục điểm 9, điểm 10 trong bài thi học kỳ 1 chỉ trong vòng 50 phút. Nếu ba mẹ và con quan tâm, hãy nhấn vào chuỗi series video bên dưới nhé.